Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh như thế nào là bình thường? Chúng ta đều biết rằng Hệ tiêu hóa là quan trọng bậc nhất Nó quyết định mọi vấn đề của chúng ta Và đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Ăn ngủ ị là vấn đề quan trọng nhất Chúng ta cần lưu ý Chúng ta mong muốn rằng con mình tăng cân đúng chuẩn à, Tăng chiều cao tối đa Chúng ta muốn rằng à, Con mình ít ốm tức là bé có sức đề kháng tốt Và à, chúng ta mong muốn rằng Con phát triển về mặt trí não tốt nhất đúng không? Và tất cả những điều đó nó đều bắt nguồn từ hệ tiêu hóa, hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh thì tất cả những cái mục tiêu mong muốn như ba đạt vừa đạt được đều, đều, nó đều đáp ứng được đúng không? và hệ tiêu hóa của bé mà kém thì các vấn đề đó nó sẽ không đáp ứng được, đúng không? chúng ta nuôi con rất là vất vả. À, cho nên ba đạt luôn luôn có một cái thông điệp gửi đến tất cả các bà mẹ nuôi con nhỏ là gì ạ? Chúng ta hãy chăm sóc hệ tiêu hóa của con mình giống như mình chăm sóc sắc đẹp của mình vậy, vì nó vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp bạn nhàn hơn rất là nhiều và giúp bạn tiết kiệm hơn rất là nhiều tiền và con bạn phát triển tối đa nhất, đúng không ạ? à Bác là sẽ à, cùng các bạn tìm hiểu xem hệ tiêu hóa của con mình như thế nào là bình thường, như thế nào là bất thường để mình xử lý kịp thời để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con. À, thì một cái à, vấn đề mà tất cả các bà mẹ có thể dễ dàng quan sát được nhất định đó là xem tình trạng phân của con đúng không ạ? Hệ tiêu hóa nó được biểu hiện ra bên ngoài là phân. Phân mà đẹp thì hệ tiêu hóa khỏe, thì bé tăng cân tốt, tăng chiều cao tốt, bé ăn ngoan ngủ ngon. Bây giờ phân của bé không tốt, ví dụ như phân bé có nhầy, có bọt mùi chua, có máu đúng không ạ? Rồi phân màu xanh lá cây đúng không? Đi ít cái nhiều nước thì tiêu hóa của trẻ là có vấn đề. Và khi đó thì chúng ta cần phải xử lý kịp thời để nó không ảnh hưởng đến à, sức khỏe của trẻ, đúng không Đặc biệt là vấn đề tăng chiều cao, tăng cân và vấn đề biến ăn của trẻ. Thế chúng ta à, muốn biết được phân như thế nào là bất thường, thì mình phải hiểu như thế nào là bình thường, có phải không ạ? Đấy. Thì đối với trẻ sơ sinh thì phân bình thường là như thế nào? Trẻ sơ sinh ở à, trong một hai ngày đầu tiên à, tức là bé sẽ đi phân su, đúng không ạ? Các bạn nuôi con nhỏ các bạn đều biết rồi và phân su ý, đặc điểm của nó là rất là dính đúng không ạ và nó có màu xanh sẫm hoặc là xanh đậm hoặc là có thể là màu xanh lá cây và sau một hai ngày nó sẽ hết Đấy, thì đó là đi phân su đầu tiên và sau mà khi đi phân su ý, à, nó thải ra phân su mà khoảng 1 đến hai ngày tức là hệ tiêu hóa của con các bạn nó hoạt động rất là khỏe mạnh và bình thường tuy nhiên có một cái vấn đề như này nếu như sau 48 giờ mà phân của con em vẫn đi phân su mà phân su nó dài những bút chỉ ấy, thì rất có thể hệ tiêu hóa của con các bạn có vấn đề bẩm sinh thì bạn cần phải báo cáo với bác sĩ đúng không ạ để chúng ta xử lý kịp thời rất là nhiều trường hợp như vậy nó sẽ rơi vào cái tình trạng là gì ạ táo bón bẩm sinh nó rơi vào 5% nó gọi là táo bón thực thể đấy thì chúng ta xử lý kịp thời cũng sẽ rất là tốt các bạn lưu ý về cái phân su nhá trẻ bắt đầu gì ạ bú mẹ nhá bắt đầu bú mẹ thì chúng ta có thể cho trẻ bú mẹ ngay lập tức lúc nào con có thể bú thì cho bú ngay và những giọt sữa đầu tiên đó là sữa non ngày xưa chúng ta thường vắt bỏ cái sữa non đó rồi mình cho con bú thì nó rất là thiệt thòi cho con bạn vì sữa non đó nó rất là giàu dinh dưỡng rất là giàu vitamin A và kháng thể để giúp cho con bạn có sức khỏe tốt hơn trong những giai đoạn đầu đời vì khi bé sinh ra hàng tỷ vi sinh vật nó tấn công con bạn và nếu như không có dòng sữa non như vậy thì rất dễ bé bị nhiễm trùng đúng chưa các bạn Tại vì dạ dày của trẻ trong những ngày đầu tiên thì nó chỉ có 5 mil đến 7 ml thôi, tức là nó rất là nhỏ, nó bé như như thế này như đậu này. Một hàng ngày đầu tiên thì bé chỉ bú được khoảng từ 20 cho đến 25 mil sữa thôi và 20 đến 25 miếng sữa non như vậy nó giúp bé đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng và đủ kháng thể để vượt qua những ngày tháng đầu tiên. Đấy, các bạn phải lưu như vậy. Và à, sau khi mà bé đã bú à, sữa non rồi bú sữa mẹ thì phân của bé bắt đầu có sự chuyển màu. Từ phân màu xanh rồi phân nó quánh dính thì nó chuyển sang phân dạng à, phân nó màu màu vàng sáng, sáng vàng này và sáng nhá, nó sáng. Đấy. Rồi sao ạ? À, vì trong sữa mẹ ấy, nó nó dễ tiêu hóa và nó có cái có các yếu tố nó giúp cho cái hệ vi sinh của đường ruột nó phát triển mạnh mẽ hơn và nó giúp cho dạ nhuộn tràng hơn chính vì vậy à, phân của bé mới có màu như vậy màu vàng màu tươi đúng không à, phân lỏng màu dạ, nó lỏng và sệt nó sệt và đôi khi có những bé nó sẽ đi phân như nào ạ à? nó phân sần à, sần hơn và dạ nó có ngón cục đấy là cái đặc điểm phân của trẻ bú mẹ trong những cái ngày đầu tiên và cái số lần à, bé bú mẹ và đi phân ấy là trong 1 2 tuần đầu tiên bé đi khoảng từ 4 cho đến 6 lần nhá. Đó là tuần thứ 3, tuần thứ 4 trở đi. Khi mà bé à, đã quen với sữa mẹ rồi, hệ tiêu hóa của bé quen với sữa mẹ rồi thì phân của bé ra của bạn nó đi ít hơn, tức là thay vì 4 đến 6 lần một ngày thì bé đi khoảng từ 3 à, cho đến 4 lần một ngày. Thì trong một số trường hợp mà các bạn lý do đó các bạn bị mất sữa hoặc là ít sữa thì trong trường đó thì bạn phải dặm thêm sữa ống thức và thậm chí những bạn mất sữa phải uống bú hoàn toàn bằng sữa ống thức thì các bạn lựa chọn cái sữa công thức cho trẻ từ 0 cho đến 6 tháng tuổi thì phân của trẻ bú sữa công thức ấy, thì nó khác với phân của sữa mẹ thứ nhất là vì số lần đi này đúng không ạ thì số lần đi của nó ít hơn và cái màu phân của bé dùng sữa công thức ấy, thì nó cũng ạ nó màu tối hơn tức là kết cấu cái phân là nó to hơn đúng không vì sữa công thức ấy, nó khó tiêu hóa hơn thấy không? và trong sữa công thức thì nó không có kháng thể nó không có yếu tố để hỗ trợ cái hệ vi sinh đường ruột cho nên phân của nó sẽ to hơn Đấy. vì cái đạm trong sữa bò nó sẽ khó tiêu hóa hơn phân nó có màu vàng nâu hoặc là màu vàng nhạt đúng không và phân có mùi hơi nồng cái đạm trong sữa bò ấy các cái axit amin có trong sữa bò ấy nó khó tiêu hóa hơn nó dễ vón hơn và nó à, nó bị táo bón cho nên nếu mà dùng sữa công thức ấy, mà trẻ bị táo bón thì các bạn có thể lựa các loại sữa công thức khác thì bây giờ dùng sữa công thức nào táo bón hay không nó rất là khó tại vì sữa thì nó sản xuất ra cái công thức của nó gần với sữa mẹ nhất và chúng ta chỉ có cách là thử thôi bắt đặt hợp lại nhá với trẻ bố mẹ nhá phân này à, màu vàng sáng màu sệt đúng không vàng sáng vàng tươi sáng và đôi khi nó có thể vón cục đúng không ạ và trong những tuần đầu tiên nó có thể một hai tuần đầu tiên nó đi bốn 6 lần một ngày được ạ phần vân đẹp và sau tuần thứ hai tức tuần thứ ba tuần thứ tư thì đi ít hơn một chút tầm 3 ba bốn lần một ngày Đấy. còn trẻ bú sung thức ấy, là phân nó vón hơn nó to hơn à, nó vàng nó nó vàng nhạt hơn đúng không nó nhạt nó nhạt màu đi và nó có thể có mùi khẩn mùi nó nồng mà nồng, nồng hơn và đôi khi nó có thể bị táo bón và khi táo bón thì có thể đổ, sữa nhân đến đặc điểm như vậy đấy là đặc điểm phân còn khi mà trẻ đang bú sữa này và đang bú sữa mẹ đấy, và chuyển sang dặm ấy, thì khi mà bắt đầu bước sang ăn dặm thì bắt đầu thường thường nói các bạn ạ? À? chúng ta cho trẻ ăn dặm khi trẻ được 5,5 tháng trở đi mới bắt đầu cho con ăn dặm và khi mà trẻ ăn dặm ấy thì bé nó sẽ ăn cháo cháo ninh kỹ này say nhuyễn này rồi dây này đúng không và trong những tháng đầu tiên ấy trong 45 ngày đầu tiên bắt đầu từ năm 5, 5 tháng thì bé mới chỉ ăn được gạo và ăn được rau thôi và đều say nhuyễn thì khi ăn như vậy thì phân của nó sẽ khác đi nó sẽ không vàng không sệt nữa đúng không và nó sẽ có có thể nó sẽ bị uh, sống phân sinh lý đúng không hoặc là gì dạ, phân của nó sẫm màu hơn và mùi của nó cũng dạ cũng nồng hơn đấy dạ, thì đấy là cái việc mà à, phân của trẻ ăn dặm cái dấu hiệu sau đây để biết rằng con mình có vấn đề về tiêu hóa một là nếu như con bạn bú sữa mẹ hoàn toàn đúng không ạ bé đi tám bảy tám chín lần một ngày nó đi phân à, nhiều nước có bọt nó xùi lên có mùi chua thì rất có thể bé bị bất dung nạp lactose được chưa? Đấy. và khi mà bé bị bất dung nạp lactose thì bé tăng cân rất là chậm bụng bé nó sôi mỗi lần bú ti nó xoắn phân ra nó dặn mặt nó đỏ mặt nó khó chịu đúng không ạ? để trường hợp bất dung nạp lactose trường hợp bất dung nạp nó thường bị từ sơ sinh còn quá tải lactose thì phân của nó vẫn đi nhiều lần trong một ngày nhiều nước nó xui bọt nên nó có mùi chua Đấy. nhưng mà bé vẫn tăng cân bình thường thì cái đó các bạn sẽ xem thêm hai cái video một là video dạy trẻ bất dung làm lactose hay là trẻ quá tải laptopơ để biết cách xử lý được chưa Đấy. cái thứ hai là phân của trẻ đi ra có máu có nhảy máu của nó là lờ nhờ như máu cá ấy, đúng không ạ thì rất có thể bé đã bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa ừ. không ạ thì trong trường đó mình phải lựa chọn để dùng kháng sinh dùng men vi sinh và dùng kẽm đúng không Đấy, men xin xin bi này à, dùng kẽm colotin c này đúng không để chúng ta sử dụng cho con bạn nhé Đấy, để giúp bé đỡ hơn còn kháng sinh, mình có thể dùng tôn hoặc là dùng cái cevicin. Đấy, thì chúng ta phải à, liên hệ với trung tâm sức khỏe nhi khoa để, để hướng dẫn cái liều cho nó đúng, được chưa các bạn? Đấy. Rồi, à, phân nữa là gì ạ? Phân nó đi té re, đi nhiều nước đúng không? Đi nhiều nước té re ít cái. Thì trong trường đó bé có thể bị nhiễm à, rota virus tức là nhiễm virus đường tiêu hóa, miệng nôn trồn tháo, đúng không? Thì đó là trường hợp bất thường mình phải đi kiểm tra. Tiếp theo này, à, con bạn à đi phân xanh phân xanh ở đây nó có hai kiểu bạn nhé, phân xanh mà phân nó vẫn à, vẫn thể khuôn nó có màu xanh thì nó là bình thường nhưng mà đi phân màu xanh nhưng mà dạ, có nhiều nước và ít cái thì đó là tình trạng rối loạn tiêu hóa mình cứng và cần đi kiểm tra và cái thứ ba nữa là dạ, à, con bạn đi phân to và có máu tươi đúng không thành cục thì con bạn có thể bị táo bón đây là các dấu hiệu bất thường về cái đường tiêu hóa của con bạn thì bất kỳ các dấu hiệu về phân như vậy thì bạn cần phải liên hệ với cái fanpage Trương Minh Đạt Trung tâm Sức Khỏe Như Khoa Senica để được hướng dẫn đúng không? điều trị đúng không làm sao cho hiệu quả để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con. Nếu phần nào đó các bạn chưa rõ, có thể comment dưới video này, bác đạt sẽ làm thêm các video khác để trả lời các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của bác đạt nhé Trên kênh nó có khoảng gần 600 video, đó là các cái phác đồ, các hướng dẫn bác đạt đã, đã nghiên cứu tổng hợp đúng không? ở dạng dễ hiểu nhất, dễ dàng áp dụng nhất để giúp bạn nuôi con khỏe mạnh hơn, tăng cân tốt hơn, còn bạn là tăng chiều cao tối đa và bạn nuôi con vô cùng thành thơi và tiết kiệm rất là nhiều tiền cho các bạn. Rồi chúc các bạn nuôi con thành công. Xin chào các bạn.